Sao không cho ta vào gặp thẳng huynh ấy hỏi cho ra lẽ? Dạ thiên vật, dày công mưu tính bao năm, lúc này chắc chắn hắn sẽ không nghe lọt tai bất cứ lời khuyên nào. Nếu hắn biết cô đã phát hiện ra bí mật của hắn, thì không chỉ có cô gặp nguy hiểm mà còn liên lụy tới cả Vân gia. Vậy nên huynh bị thương là vì trúng kế của huynh ấy, muốn giúp ta đi lấy mắt hổ sao? Không phải, huynh còn gạt ta nữa. Rõ ràng huynh có quan tâm ta mà, tại sao phải xa lánh ta chứ? Quận chúa, mong cô đừng tự đa tình nữa. Cô nên lập tức khởi hành rời khỏi Phượng Hoàng Quan đi. Cứ đi luôn như vậy không lo tính mạng bá tánh nữa sao? Cứ giữ được mạng của cô trước đã, rồi mới ngẩng cao đầu nói với người khác, để ta bảo vệ các người. Dung Cảnh, sao lúc nào huynh cũng lý trí như vậy? Không thể bướng bỉnh bất chấp hậu quả một lần sao? Lý trí quá đồng nghĩa là quá giỏi kìm nén chính mình. Ta hận huynh điểm này. Cô đi đâu? Ta phóng hỏa đốt cháy hang động này. Khắp hang động này đều là lương thực, chúng là mạng của bá tánh. Cô mà đốt núi, lương thực phải làm sao? Vậy chúng ta đi cướp lương thực cứu dân. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Hành động cẩn thận. Dạ. Hành động. Đi. Cháy rồi, dập lửa mau. Cháy rồi, cháy rồi. Rốt cuộc có chuyện gì? Bẩm điện hạ, trong thành có vài nơi đột nhiên bị hỏa hoạn. Hỏa hoạn? Vài nơi? Hạ quan đã cử toàn bộ quan binh trong thành đi dập lửa rồi. Đang yên đang lành sao lại bị cháy lớn vậy chứ? Nghe nói vị điện hạ nào đó tới cứu thiên tai, bất chấp mạng sống của dân chịu nạn, chọc giận trời đất, trời giáng lửa xuống. Cái này không phải coi rẻ mạng người sao? Phải đó, ăn nói hoang đường. Người đâu, bắt hai kẻ tung tin đồn bậy này lại, trừng trị tại chỗ cho ta, làm gương răng đe. Không, không, lão gia tha mạng, xin tha mạng, lão gia. Không cần đâu. Cút, đa tạ đại nhân, đa tạ. Đi. Điện hạ, có người cố ý phóng hỏa, mấy nơi bị cháy cùng một lúc, có thể thấy bọn chúng âm mưu đã lâu. Không xong rồi, là kế điều hổ ly sơn. Ngài nói xem, sao tận đô quan vẫn chưa tới vậy? Đại nhân, ngài nghĩ hoàng thượng cử tới bất chợt, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Đoán là nhiều khả năng liên quan tới vụ lương hưởng bị mất. Như vậy chẳng phải rắc rối lắm sao? Cũng đành thôi. Người đã tới rồi, chúng ta phải tiếp cho cẩn thận.
Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng vì chuyện này mà phá hư chuyện lớn của Tam Điện Hạ. Dạ. Tam Điện Hạ, Cảnh Thái Tử. Tam Điện Hạ, tại sao lương thực và kho lương thực cứu tế lại bị trộm? Hôm trước có kẻ phóng hỏa trong thành, dở kế điệu hổ ly sơn. Thiết nghĩ chúng đã âm mưu từ lâu. Ý ngài là có gian tế. Nhưng ta lại nghe nói nhiều ngày qua Tam Điện Hạ vẫn luôn tỉnh dưỡng, tất cả mọi chuyện đều do Cảnh Thái Tử lo liệu. Tần đại nhân, Tam Điện Hạ vì cứu Vân quận chúa mà bị thương nặng, hôm nay vì phải tiếp đón Tần đại nhân nên mới miễn cưỡng ra khỏi giường. Vài ngày trước tất cả đi lại cũng khó khăn. Ngài bị thương sao? Không sao, tỉnh dưỡng vài ngày là khỏe. Tần đại nhân, tiệc tiếp đón đã chuẩn bị sẵn rồi. Các vị, Tần đại nhân gió bụi dặm trường từ kinh thành tới đây, chúng tôi tiếp đón chưa chu đáo, mong Tần đại nhân bỏ qua cho. Nghe nói loại rượu nổi tiếng chỉ có Phượng Hoàng Quan, tên Hương Như Ngọc, nhu hòa ngọt dịu. Tại sao Phùng đại nhân không đem vài bình ra mời Tần Đô Quan và Cảnh Thái Tử thưởng thức? Tam Điện Hạ, không phải hạ quan keo kiệt, hạ quan đã chuẩn bị mỹ tửu cất giữ 10 năm cho buổi tiệc này. Ai ngờ mấy ngày trước thành đột nhiên gặp hỏa hoạn ly kỳ, một mồi lửa đốt sạch cả hầm rượu. Ngài nói xem, hạ quan... Tần đại nhân, không trách hạ quan chứ? Không sao. Nhắc tới vụ hỏa hoạn này, quá thật hết sức ly kỳ. Kẻ xấu phân công rạch ròi, trong ứng ngoài hợp, rõ ràng là nhắm vào kho lương. Ai cũng nói Cảnh Thái Tử tài trí thông minh. Không biết theo ý của ngài, kẻ phóng hỏa cướp lương thực này nhiều khả năng nhất là ai? Trong thành hỏa hoạn quá thật ly kỳ, nhưng có phải do con người làm không vẫn phải xác nhận thêm. Tần Đô Quan phụng mệnh tới đây, thần tin cô ấy nhất định điều tra cho ra lẽ. Đúng vậy, nhưng hôm nay chúng ta không vội bàn công việc. Nguyệt Nhi, nào, đây là loại nho muội thích ăn nhất, ta lột vỏ cho muội rồi. Đa tạ. Cảnh Thái Tử, Vân quận chúa và Tam Điện Hạ nói lại tình xưa rồi sao? Ta mới không gặp vài ngày đã bỏ lỡ không ít kịch hay rồi. Hai người họ phát triển cũng nhanh thật. Bây giờ đã tới mức liếc mắt đưa tình như keo như sơn rồi. Nếu là như vậy, sớm biết đã nên xin với Hoàng thượng thay ta tách thành cho họ. Ngài thấy sao? Cảnh Thái Tử nãy giờ không lên tiếng là vì lời ta nói động vào chỗ đau của ngài sao? Lời lẽ của một người không liên quan có gì mà động vào chỗ đau chứ? Tiểu thư, cô không được uống thêm nữa. Cô say rồi. Vệ Dạng, ngươi biết không, hôm nay lần đầu tiên ta thấy Cảnh Thái Tử lâm vào cảnh lóng ngóng tay chân. Rõ ràng huynh ấy rất quan tâm con nhà đầu đó. Rõ ràng rất quan tâm. Hoàng thượng đã ban hôn cô cho Tam Điện Hạ, hay là cô kiềm chế lại đi. Dạ Thiên Vật, hắn cũng xứng lấy ta sao? Ừ.
người đời đều biết. Người hoàng thượng xem nhẹ nhất là lão Tam. Còn ta là ai? Ta là Tần Ngọc Ngân đó. Tại sao ta phải gả cho tên ăn hại này? Nhưng lệnh vua khó trái. Trừ khi tiểu thư và cảnh thái tử gạo đã thành cơm. Bằng không... Người nói linh tinh như vậy. Sớm muộn gì ta cũng phải tới với cảnh thái tử, đúng không? Nếu đã như vậy cũng không phải không được. Tiểu thư tuyệt đối không được đâu. Thuộc hạ chỉ nói bừa thôi. Cô tuyệt đối đừng nảy sinh ý định đó. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thanh danh của cô sẽ mất sạch hết. Mọi người đều nói ta và cảnh thái tử xứng đôi nhất. Ngoài cảnh thái tử ra, ta không gả cho ai hết. Bọn ta sớm muộn gì cũng phải tới với nhau. Vệ Dạng, ngươi sẽ giúp ta mà, phải không? Lẽ nào ngươi nhẫn tâm để ta phải gả cho một người mà mình không yêu sao? Ngươi sẽ giúp ta mà. Ở bên ta suốt mấy ngày cũng không ra ngoài chơi, chán không? Huynh phải sớm khỏe lại đó. Vậy xem ra ta phải bệnh thêm vài ngày. Nguyệt Nhi, nếu muội có thể ngày ngày ở bên ta như vậy, ta thà ở Phượng Hoàng Quan này cả đời. Không còn sớm nữa, huynh đi nghỉ sớm đi.
Cảnh Thái Tử, sao lại là cô? Chuyện gì thế này? Đây không phải phòng của Cảnh Thái Tử sao? Cô nhìn rõ cho Bổn Dương, đây là phòng ngủ của Bổn Dương. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô tẩm thuốc mê dụ dỗ Bổn Dương. Uổng công ta còn nghĩ cô là bậc nữ trung hào kiệt. Thật không ngờ cô có thể giở thủ đoạn hạ đẳng này. Ngài nói ta nghe, nói ta nghe, cái người đêm qua là ngài sao? Sao lại thế này? Chẳng phải nên là Cảnh, chẳng phải nên là Cảnh Thái Tử sao? Ta hiểu rồi. Dung Cảnh thì đáng để cô dâng hiến thân mình như vậy sao? Vì một nam nhân mà bất chấp cả danh dự và thể diện của mình. Ngài im miệng. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Không biết nữa quận chúa. Đi đi, đi đi. Nguyệt Nhi, muội nghe ta nói, đêm qua ta không tỉnh táo. Ta Tam Điện Hạ, huynh và Tần Đô Quan có hôn ước từ đầu, dù sao cũng là chuyện sớm muộn, ta sẽ không nói ra đâu. Nguyệt Nhi, muội phải tin ta, là cô ta tẩm thuốc mê dụ dỗ ta, là cô ta vô liêm sỉ. Tới nước này rồi, huynh hãy đối xử thật tốt với Tần Đô Quan đi. Nguyệt Nhi, chuyện đêm qua ta thật sự không biết gì hết. Là cô ta, đây là chuyện nhà của Tam Điện Hạ, không cần phải giải thích với ta. Không liên quan tới ta. Sao lại không liên quan? Trong lòng ta chỉ có một mình muội. Tam Điện Hạ, sau này huynh đừng nói những lời này nữa, kẻo Tần Đô Quan hiểu lầm. Muội định vạch rõ ranh giới với ta sao? Đúng. Mong Tam Điện Hạ tự trọng. Sai ngươi theo dõi gần đó, ngươi lại canh gác chủ nhân vậy sao? Chủ nhân của thuộc hạ chỉ có một mình người. Tam Điện Hạ phong lưu, thuộc hạ không can thiệp được. Con cử động được không? Không chết được. Cô không chỉ mạng lớn, bà còn rất cứng miệng. Lần này xem như tôi nợ ngài một mạng, tương lai ắt sẽ đáp trả. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, rồi tiện tay giết vài con mồi. Cứu cô cũng chỉ tiện tay mà thôi. Nếu đã là bèo nước gặp nhau, lấy đâu ra sau này?
Ngài tên gì? Không tên không họ. Nếu đã có thể sống sót, hà tất phải tự tìm cái chết? Lam Y tôi không bao giờ nợ ân tình người khác. Hôm nay ngài cứu tôi, sau này tôi sẽ lấy mạng ra trả. Nếu ngài không nói cho ta biết tên, sau này ta sẽ không thể đền đáp. Nếu làm vậy, chi bằng từ lúc đầu không ai nợ ai. Nếu đã vậy, ta muốn xem thử cô làm sao trả ân tình này cho ta. Tại hạ họ Dạ. Dạ Thiên Vật. Là cô. Tam Điện Hạ, lâu nay vẫn khỏe chứ? Cô điều tra ta. Lam Y đã nói phải trả ơn, đương nhiên không chỉ nói suông. Tam Điện Hạ bị điều tiết nguyệt kỳ hẻo lánh này, lại có một hoài bão dương cánh bay cao. Như vậy Lam Y có cơ hội rồi. Cô muốn giúp ta thế nào? Cô là người của Lam gia. Chính xác mà nói, Lam gia là của tôi. Lam gia bọn tôi xưa nay không bàn thị phi, không can dự triều chính. Nhưng gặp được Tam Điện Hạ, tất cả chuyện này phải bắt đầu thay đổi rồi. Vậy ý của gia chủ là Lam Y có thể giúp Tam Điện Hạ hoàn thành chí hướng của ngài. Cũng như con chim ưng này, không nên chỉ quẩn quanh nguyệt kỳ, mà nên oanh tạc cả thiên hạ. Tiểu thư, cô đừng buồn bực như vậy nữa. Cô nữ nhi không thua đứng nam nhi, cần gì buồn bã không vui vì một dung cảnh chứ. Cút! Thuộc hạ không đi. Trong lòng cô có oán hận gì cứ trút hết vào thuộc hạ đi. Chỉ xin cô đừng dạy dò bản thân nữa. Cút cho ta! Đừng để ta gặp lại ngươi. Cút! Thuộc hạ không đi. Từ năm 14 tuổi thuộc hạ bước vào tần phủ, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư, thuộc hạ đã âm thầm thề trong lòng, thuộc hạ nguyện làm người của cô. Cho dù bây giờ có mưa đau rơi xuống, thuộc hạ cũng phải bảo vệ cô, quyết không rời xa. Thế ngươi bảo vệ ta như vậy sao? Nói ta biết, tại sao nằm bên cạnh ta là Dạ Thiên Vật? Tại sao hả? Là thuộc hạ đáng chết, vì nhầm lẫn đã khiến sự trong sạch của tiểu thư bị ô nhục. Mối thù này thuộc hạ liều cả mạng cũng phải giúp tiểu thư đòi lại. Người muốn làm gì? Tính sổ? Ai ức hiếp tiểu thư, thuộc hạ sẽ đi tìm kẻ đó tính sổ, dù cho kẻ đó là hoàng tử tôn quý. Ta tưởng là ai chứ? Xem ra ta là người nằm ngoài dự đoán của Tam Điện Hạ. Giết chết ngài mới giữ được sự trong sạch cho tiểu thư. Chỉ dựa vào ngươi? Phải, chỉ dựa vào ta. Bởi vì ngài đã vấy bẩn nữ nhân mà ta yêu nhất, cho dù ta chết cũng phải bắt người trả giá.
Bốn Dương giờ mới phát hiện bên cạnh Tần Ngọc Ngân hóa ra đã nuôi một con chó trung thành lại si tình sao? Vệ Dạng ta đúng thật chỉ là mạng quèn, tuy không thể so với hoàng tử vừa sinh ra đã đứng trên người khác như ngài, nhưng thân xác hèn mọn vẫn có máu thịt. Tam điện hạ đừng khinh thường. Không tự lượng sức. Vệ Dạng, Cảnh thái tử có ý gì đây? Tam điện hạ, ngài cần gì làm khó một thị vệ? Ngài đang cầu xin cho hắn sao? Cứ xem là vậy đi. Chẳng lẽ là cầu xin gì Tần Đô Quan sao? Nhìn không ra Cảnh thái tử lại thương hoa tiếc ngọc như vậy. Cái mạng như dung dế, không cần điện hạ đích thân ra tay. Điện hạ bỏ đi, dù sao hắn cũng thuộc Ưng Dương vệ. Cảnh thái tử, đa tạ Cảnh thái tử đã cứu người của ta. Tại hạ không phải cứu người giúp Tần Đô Quan, chỉ là giúp hoàng thượng cứu Ân Dương vệ mà thôi. Cảnh thái tử, ai nấy đều muốn tác hợp cho ta và Dạ Thiên Vật thành một đôi, nhưng người của cả thiên thánh đều biết người Tần Ngọc Ngân ta muốn lấy không phải hắn. Cảnh thái tử, ngài không biết sao? Chuyện không liên quan tới ta, ta không quan tâm. Không liên quan tới ngài, đúng vậy, tất nhiên không liên quan tới ngài. Hiện giờ thân ta không còn trong trắng nữa, không xứng với Cảnh thái tử. Nhưng Cảnh thái tử, tới một câu an ủi ta, ngài cũng không muốn nói với ta sao? Tần Đô Quan cần gì tự coi nhẹ mình? Phải, trong mắt Cảnh thái tử, bây giờ ta nhất định là một nữ nhi không còn trong trắng, không biết xấu hổ, đúng không? Tại hạ còn chuyện quan trọng, xin cáo từ. Cuối cùng thì ngài vẫn đối với ta tuyệt tình như vậy. Sao vậy? Còn không nói sự thật? Quý phi nương nương, hoàng thượng đặc biệt khai ân với người rồi. Còn không nói sự thật, vậy lão nô cũng không bảo vệ nương nương được nữa. Thần thiếp thật sự không biết. Tiễn nương nương lên đường. Ta, ca ca ta chắc là cũng không biết phấn thơm đó có độc. Khi đó ta tưởng là vậy chẳng phải xong rồi sao? Nói sớm đã không có chuyện rồi. Cha, trong triều truyền chỉ ý triệu cha vào cung.
giao cái này cho Tam Điện Hạ, nói với ngài ấy thực hiện theo kế hoạch. Con biết rồi. Cha, lần này là thuộc hạ không bảo vệ tốt cho Tam Điện Hạ, không ngờ lại bị cô ta gài bẫy. Không ngờ Từng Ngọc Ngưng này gan to tày trời, lại ngu xuẩn cực độ. Không ngờ tới thủ đoạn hạ lưu như vậy cũng làm ra được. Không thể cướp vậy bỏ qua cho cô ta. Tiểu thư, chúng ta cướp về Thiên Thánh vậy sao? Nếu không thì sao? Còn chê ta chịu sỉ nhục chưa đủ à? Hôm nay để họ xem trò cười. Tần Ngọc Ngưng ta sớm muộn sẽ có một ngày đòi lại. Người lùi xuống trước đi. Dạ. Phụ hoàng phái Tần Ngọc Ngưng tới nhất định có đề phòng với ta. Bây giờ cô ta tự mình hiến thân, có thể sẽ là mấu chốt phá giải vấn đề. Ý của Điện Hạ định là cứ vậy cho qua. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hiện giờ quan trọng nhất là kho binh khí bị cướp, làm sao thu gom trong thời gian ngắn đây? Điện Hạ quá coi thường Lam gia rồi. Thỏ khôn đào ba lỗ, tất nhiên kho binh khí cũng không chỉ có một nơi. Binh khí ở những nơi khác tuy chất lượng hơi kém một chút, nhưng cũng sử dụng được. Mấy hôm nữa sẽ chuyển tới. Nhiều năm trước ta dẫn quân viễn chinh, có được danh hiệu tướng quân hoàng tử trẻ tuổi nhất vương triều Thiên Thánh. Nhìn thì oai phong dễ dàng, thực chất là con chó chết chủ bị đuổi khỏi nhà. Trong lòng Lam Y, Điện Hạ mãi là một đại anh hùng oai phong lẫm liệt. Cho dù là lúc nào tôi đều ở bên ngài. Kể từ hôm nay, ta sẽ đòi lại những thứ bọn họ thiếu ta, nợ ta, và tất cả những thứ thuộc về ta, tuyệt không nể tình. Thiên hạ này sớm muộn sẽ là của ta. Tất cả mọi người của Lam gia đều thề chết trung thành với Tam Điện Hạ. Loạn thần tặc tử, ta là chỉ huy Ưng Dương vệ hoàng gia, là thân tín của bệ hạ. Tốt nhất ngài đừng tự tiện manh động. Khởi binh ta còn dám, mà sợ Ưng Dương vệ như cô sao? Chẳng lẽ ngài dám giết người diệt khẩu sao? Ta bảo cô lựa chọn. Cô có thể trói buộc chung với ta, sẽ sống tốt hơn. Ngài muốn ta che giấu tội mưu phản của ngài sao? Đừng hòng. Đương nhiên, cô có thể từ chối ta, sau đó chọn cái chết. Cô không cảm thấy là số mệnh khiến chúng ta ở bên nhau sao? Trước là chỉ hôn của phụ hoàng, bây giờ lại là phu thê đích thực. Ngài câm miệng. Cho dù cô muốn hay không, bây giờ chúng ta cần phải phu thê đồng tâm. Muốn trở thành phu quân của ta, ngài vẫn chưa đủ tư cách. Nhưng ta có thể giúp cô trả thù. Vân gia có nữ sẽ làm hoàng hậu. Ta nghĩ không ai căm hận lời đồn này hơn cô, đúng không? Hiện giờ cơ hội lật đổ nó tới rồi.
Ta biết cô rất thông minh. Cô nghĩ xem, sau này nếu ta thuận lợi đăng cơ, ta là quốc vương, cô sẽ là quốc mẫu. Tới lúc đó, cô có thể dẫm đạp bất cứ ai. Chẳng lẽ cô không động lòng sao? Nếu chúng ta đã là phu thê, đương nhiên phải đồng cam cộng khổ, cùng hưởng vinh hoa. Thử hỏi Ưng Dương vệ trong tay cô, có ai mà không sợ? Vì vậy, chúng ta đã có chung chí hướng. Ta không có hứa với ngài. Ta biết Tần Ngọc Ngân cô sẽ không cam chịu thiệt thòi dưới người khác. Chờ cô trở thành hoàng hậu của ta, những kẻ khiến cô bất mãn không phải tùy cô xử lý sao? Đâu giống bây giờ phải nhẫn nhục chịu đựng người khác. Cô có từng nghĩ tối qua tại sao cô đi nhầm phòng không? Dù thuộc hạ cô ngu dốt, cũng không nên phạm sai lầm cơ bản như vậy. Ngài có ý gì? Ý ngài là có người cố ý tạo ra mọi chuyện? Không phải cố ý, mà là lợi dụng. Người này rốt cuộc là ai? Cô biết rõ hơn ta. Đối với cô, hắn chưa từng có một chút tình ý nào. Trong mắt hắn, Vân Thiển Nguyệt mới là người hắn yêu. Cho dù cô mất trinh tiết vì hắn, rơi vào tình cảnh như hôm nay, tới nhìn cô một cái, hắn cũng không thèm. Vì vậy xem ra, tối qua cô đi nhầm phòng vốn do dung cảnh cố ý làm ra. Hận không? Hận là đúng rồi. Vốn ta cứ tưởng hắn không hề quan tâm cô, lại không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để dạy dỗ cô. Hắn bày kế cô qua đêm với ta, về công hắn lợi dụng cô, dứt bỏ cô. Về tư, hắn lại có thể cướp Nguyệt Nhi khỏi ta. Đừng nói nữa. Nghe đây, trong mắt Dung Cảnh, cô không đáng một xu. Nhưng trong mắt ta, cô đã là thê tử của ta. Vì vậy lần này hồi cung, ta và cô buộc phải liên thủ với nhau, đập tan âm mưu trong lòng hắn. Chờ sau này tìm cơ hội, ta sẽ ép hắn vào đường cùng, mặc cô xử trí. Trong cung truyền tin tới, Lãnh Vương gia bị hoàng thượng triệu vào cung, không còn về phủ nữa. Xem ra Lãnh Vương gia bị bắt giữ rồi. Nếu không, hôm nay phụ hoàng cũng không đột nhiên vội vã triệu ta hồi kinh. Đây là thư mật của vương gia. Hóa ra hắn là trưởng tử của nhà Mộ Dung. Đúng là trời cũng giúp ta. Dặn dò người của Lam gia, đêm nay sẽ hành động. Dạ. Tần Đô Quan, tin là cô đã quyết định xong rồi. Lão bá, ta muốn hỏi thăm, người trước kia ở đây đi đâu cả rồi?
Người nhà này không còn ở đây lâu rồi. Từ sau khi nhà Mộ Dung gặp nạn, họ đã dọn đi ngay trong đêm. Tới nay vẫn bật vô âm tín. Công tử, đây là bộ lạc cũ trước kỳ của Kỳ Quốc. Ngài quen người nhà họ sao? Không phải, chỉ là ta muốn hỏi một số việc thôi. Đa tạ lão bá. Công tử đang tìm vị cố nhân cùng lớn lên từ nhỏ với Mộ Dung tướng quân năm xưa phải không? Chúng tôi đã điều tra rồi. Người đó không còn ở đây từ lâu. Ngọc Các chủ đã quen thuộc với Phượng Hoàng Quan như vậy thì có thể điều tra giúp ta không? Công tử đã dặn dò, đương nhiên chúng tôi sẽ dốc hết sức. Nhưng gần đây ta nghe nói công tử có quan hệ thân thiết với quận chúa của dân phủ. Ta nghĩ là công tử biết rõ vụ án oan của Mộ Dung gia chính là do Vân Lão Vương gia kết án. Bây giờ tam hoàng tử của Thiên Thánh mưu phản, sao chúng ta không nhân cơ hội này để Thiên Thánh đại loạn một phen? Ta không muốn để bá tánh của Thiên Thánh phải chịu sự phẫn nộ và thù hận của chúng ta, càng không nên gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Công tử nhân từ như vậy, khi nước Tề của chúng ta thịnh vượng, ngài có thể là một vị thánh hiền. Nhưng nay nước mất nhà tan, giang sơn tan vỡ, ngài là hậu nhân của Mộ Dung gia mà lại hèn nhát yếu đuối như vậy, ta thật sự không thể đồng tình nổi. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Cáo từ. Cô sắp được bước ra ngoài ánh sáng. Đợi khi phụ hoàng phái binh tới, ta sẽ sai người của Lam gia truy sát cô và Vệ Dạng. Nếu như vậy, phụ hoàng tất nhiên sẽ không nghi ngờ cô. Nhưng vì sao? Ta không muốn cô bị cuốn vào chuyện này. Giờ ta chỉ có thể lập tức khởi binh, không còn đường lui. Đã tới nước này rồi, ngài vẫn nên đi bày binh bố trận đi. Đừng lo cho ta. Đi tới bước này, ta còn sợ ai nữa? Tuy ta và cô chỉ là quan hệ lợi dụng quyền lực, nhưng đêm nay trong thành rối ren bất an, là nam nhân, ta phải tới xem cô có được bình yên không. Đây không phải lòng thương xót, mà là trách nhiệm. Huống hồ ta còn lời hứa cần thực hiện. Ngài không cần diễn kịch trước mặt ta nữa. Giữa hai chúng ta chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Đã đồng ý rồi, ta tuyệt đối không nuốt lời. Huynh ấy muốn khởi binh. Không được, ta phải mau báo tin này cho Dung Cảnh biết. Muốn đi báo tin phải không? Muộn rồi. Thả muội ấy ra. Thả ra. Thả cô ta ra, cô ta sẽ bắn đứng ngài. Tam điện hạ, chính ngài đã nói, muốn thành đại sự phải không từ thủ đoạn, càng không được vướng bận tình cảm. Dạ Thiên Vật, huynh thật sự khiến ta quá thất vọng. Nguyệt Nhi, ta chỉ muốn nghe muội nói với ta một câu. Có phải chính muội đã cướp quân thảo và vũ khí không? Đúng vậy. Ta chẳng qua chỉ là lấy của dân chia cho dân thôi. Tam điện hạ, ta đã hứa với ngài sẽ ngồi cùng thuyền. Ta có thể trả người cho ngài. Có điều, có giết hay không phải xem ngài quyết định rồi. Giờ bên ngoài rất loạn, đi theo ta mới là cách an toàn nhất. Muốn giết thì giết, đừng nhiều lời. Muội biết rõ là ta sẽ không làm hại muội. Tam điện hạ, tốt nhất là ngài đừng mềm lòng. Cô ấy vẫn còn có tác dụng với ta.
Nhanh lên, đóng cửa. Đóng cửa, mau lên. Xông lên. Nói lại lần nữa, phản quân ở đâu? Hoàng thượng, khói lửa đầy trời ấp dành đai Phượng Hoàng Quan. Có lẽ phản quân đã tập kết ở Phượng Hoàng Quan. Một đường thẳng tiến tới đây, chúng đã tiến tới Đô Thành rồi. Nghịch thần tặc tử. Hoàng thượng bớt giận. Tam điện hạ và cảnh thái tử đâu? Bệ hạ, chuyện này nếu không có người nội ứng ngoại hợp thì khó mà thành. Không chừng một trong hai người họ là phản quân. Bệ hạ, phải điều tra rõ chuyện này. Thần cho rằng người phù hợp nhất là Tứ Điện Hạ. Tứ hoàng tử kinh nhiễm trở thành tiên phong đi bắt phản quân, dùng hổ phù của trẫm lập tức dẫn 10 vạn binh tiến về Phượng Hoàng Quan. Nhi thần tuân lệnh. Mau đứng lên, nào. Nhóc con, mẹ con đâu? Không thấy mẹ con đâu. Trong thành đang đánh trận. Con à, đa tạ ngài. Đang lúc binh hoang mã loạn, ngài cũng mau đi đi. Ngài muốn đi đâu? Ta không thể để mặc mọi chuyện thế này. Ngài nghe ta nói, để bọn họ đấu đá với nhau là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Nếu bỏ lỡ rồi, chúng ta nhất định sẽ phải hối hận. Công tử có thể tùy ý sai khiến cả mặt cát. Thời cơ phải máu chảy thành sông này, ta không cần. Ngọc Cát chủ, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, tự lo cho mình đi. Cảnh thái tử, điện hạ, Tam và Vệ Dạng đột nhiên bị phản quân mai phục. May mà Tứ Điện Hạ tới kịp. Đám phản quân này chắc chắn là có chuẩn bị từ trước, chỉ đợi cơn mưa này. Đúng rồi, phản quân ở đâu ra? Là cảnh thái tử.
Lâm Y, hãy nhìn chiến trường tuyệt vời do chính tay ta tạo ra đi. Cảnh thái tử, ngài thật sự muốn đối đầu với ta sao? Ván cờ thiên hạ này đâu phải thứ mà ngài và thần có thể lựa chọn. Mệnh của ta do ta sắp đặt, không phải do trời. Lẽ nào cảnh thái tử không nghĩ vậy sao? Ngài phải biết rằng tới nay tình cảnh của chúng ta giống nhau, lại cùng chung kẻ thù, càng nên dựa vào nhau, hợp tác cùng nhau. Tam điện hạ khao khát quyền lực mà lại vì giả tâm của bản thân, không quan tâm tới mạng sống của tất cả bá tánh trong thiên hạ. Ngài làm vậy không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Năm xưa phụ hoàng xử trảm cả Mộ Dung phủ, cảnh thái tử cũng bất chấp để được sống đó thôi. Ta có thể hiểu được những nỗi khổ mà ngài phải nhẫn nhịn bao năm qua. Giờ hoàn cảnh của ngài và ta giống nhau, lẽ nào không nên thông cảm cho nhau sao? Tuy nói là vậy, nhưng đây chính là điểm bất đồng lớn nhất giữa ngài và ta. Ngài có thể vì chút tư lợi mà hy sinh tính mạng của biết bao bá tánh để trải đường cho giấc mộng đế vương của ngài. Dù cho phải huyết tẩy thiên thánh, ngài cũng không từ. Còn ta mang huyết hải thâm thù, muốn đòi lại thiên lý và công bằng. Ngài và ta đứng ở hai bờ của thù hận, một bên sáng, một bên tối, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nói nghe như ngài vĩ đại lắm, nhưng ta nghĩ trong lòng ngươi chưa chắc đã nghĩ như vậy. Cảnh thái tử, ngài và mấy kẻ xung quanh ngài đã mấy lần lập mưu để làm gì? Thù hận chỉ là cái bóng gọi là mạc tương vong. Con đường mà ta chọn chỉ là có năng lực bảo vệ những người ta quan tâm thôi. Muốn có được thiên hạ thì phải mất đi một số thứ. Đợi tới khi ngài giúp ta có được thiên hạ, ngài sẽ là dưới một người mà trên vạn người. Vì sao không suy nghĩ cho kỹ? Điều mà Dung Mỗ muốn không phải là những gì mà Tam Điện Hạ vừa nói. Vậy còn nữ nhân? Nữ nhân mà ngài muốn là nữ nhân trong lòng ta. Dù muội ấy là người trong lòng ngài, cũng phải xem muội ấy có nguyện theo ngài không. Ngài đang thị uy với ta sao? Ta chỉ không muốn thông đồng làm bậy với ngài thôi. Hoặc là buông vũ khí đầu hàng, hoặc là nhận xác hắn. Cảnh thái tử, thâm tàng bất lộ. Thiển Nguyệt, ta phải xem rốt cuộc là kẻ nào chết theo kẻ nào. Thả muội ấy ra, nếu không giả thiên vật chắc chắn phải chết. Cảnh thái tử cảm thấy một mạng đổi một mạng có đáng không? Đừng lo cho ta, dù cho ta chết rồi cũng không được để phản quân làm loạn.
Điện hạ, ngài không sao chứ? Tứ điện hạ tới rồi, các người rút mau đi, đi theo ta. Tam ca, Tam ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Dung Cảnh, Dung Cảnh làm phản rồi. Tần Đô Quan, cô có nhận ra hoa văn trên cổ của đám phản quân này không? Tứ điện hạ, thứ này là ngũ sắc doanh, chỉ mọc ở nước Tề, cách Phượng Hoàng Quan 300 dặm. Nước Tề coi đó là loại hoa may mắn. Ta từng đọc ghi chép về nó trong các ghi chép cũ. Tàn dư của nước Tề lại hồi sinh sao? Đúng như Tứ điện hạ đang suy đoán, Cảnh Thái tử có quan hệ rất mật thiết với Mộ Dung gia. Đã quy thuận Thiên Thánh năm đó, không phải Mộ Dung gia đã bị diệt môn rồi sao? Sao vẫn còn kẻ chạy thoát? Thuộc hạ không dám đoán bừa. Có phải là có liên quan tới tàn dư của Tề quốc hay không? Còn phải đợi tới khi bắt được người mới biết được. Đa tạ huynh đã cứu ta. Tới giờ ta vẫn không hiểu tại sao đột nhiên huynh lại không để ý tới ta nữa. Từ ngày mai cô hãy về đi. Về đâu? Tất nhiên là Vân Vương Phủ. Chỉ có nơi đó mới là nơi an toàn nhất với cô. Thế nên huynh vẫn quan tâm ta đúng không? Huynh yên tâm đi, ta không đi đâu hết. Huynh đi đâu ta sẽ theo tới đó. Ta và quận chúa không phải người cùng chung một đường. Tại sao? Vân quận chúa, ta nghĩ cô không nên truy hỏi nữa. Càng hỏi càng khiến người khác chán ghét. Vì sao cô ta lại ở đây? Biểu cảm của Cảnh Thái tử đã nói rõ tất cả rồi. Cô đừng bám lấy ngài ấy nữa. Ta chưa nói chuyện với cô. Tại sao cô ta lại ở đây? Huynh trả lời câu hỏi của ta đi. Ta theo Cảnh Thái tử tới đây. Cho nên huynh vì cô ta mới đối xử với ta vậy sao? Tiểu thư, đừng qua đó. Ngọc Các chủ, lúc nãy cô đã vượt quá quy tắc rồi. Ta chỉ muốn cho ngài biết, với thân phận và sứ mệnh của ngài, ngài không được phép có chút liên quan nào với nữ tử Vân gia. Dung mổ tự biết nặng nhẹ. Đà tạ Ngọc Các chủ. Cô hãy đưa các huynh đệ Mặt Cát về nghỉ ngơi đi. Ngài biết thì tốt. Bọn ta xin cáo từ. Chủ tử, chúng tôi đi tìm chút đồ ăn.
Không phải kêu cô đi sao? Sao vẫn còn ở đây? Huynh còn muốn đuổi ta đi à? Nếu như huynh còn làm mất thì ta sẽ không làm nữa đâu. Ta còn thì nó còn. Ăn nói nghiêm chỉnh đi. Đứng yên. Tứ điện hạ, Dung Cảnh đang ở trong đây, ngài còn đợi gì nữa? Nếu tiểu nhà đầu biết được Dung Cảnh do đích thân ta bắt đi, thì cô ấy có hận ta không? Tứ điện hạ, ngài đang làm theo hoàng lệnh, đừng làm hoàng thượng đau lòng. Không gấp, tự ta đi mời cảnh thái tử. Tốt. Người đâu? Cùng Tứ điện hạ đi bắt phản tặc Dung Cảnh. Lãnh quý phi đã khai rồi, ngươi còn gì để nói nữa? Hoàng thượng, thần bị oan. Nếu như thần có lòng này, sao có thể tới chỗ quý phi nương nương chứ? Đây không phải rõ ràng để cho người ta nắm được thóp sao? Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy tin di thần, nhất định có kẻ vu oan cho di thần. Là ai vu oan cho ngươi? Hoàng thượng, cảnh thái tử là trưởng tử của Mộ Dung gia năm đó. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở dưới mí mắt chúng ta. Hắn tập hợp thế lực, giấu tài giấu nghệ, mục đích là để phát triển thế lực của Vinh Dương phủ. Hắn tích trữ tài phú chính là để báo thù. Hoàng thượng, phản biến ở Phượng Hoàng Quan chính là chứng cứ. Cho dù phản loạn ở Phượng Hoàng Quan là do nó làm, vậy chuyện ban thưởng thì sao? Thật sự không liên quan gì tới ngươi. Hoàng thượng, thần thật sự bị oan. Bao nhiêu năm rồi, trẫm vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt với ngươi, nhưng mắt của trẫm không bị mù. Người đâu? Lôi ra ngoài. Hoàng thượng, Dung Cảnh đã bị bắt rồi, bây giờ đang áp giải về kinh thành. Lão Tam thì sao? Nghe nói bị thương rất nặng, đang dưỡng bệnh. Cả 80,000 đại quân, 7 năm ở biên quan, trẫm đúng là đã đánh giá thấp nó. Ý của hoàng thượng là lần phản loạn này là do Tam điện hạ gây ra. Đừng quá lớn tiếng, ngươi lùi xuống trước đi. Tuân chỉ. Ngươi cũng đi đi. Dạ.
Còn ma bệnh này không nói tiếng nào đến giúp ta ở đây. Ngay cả Thái Liên cũng không biết đi đâu rồi. Đây còn phải cô gái đứng bên cạnh Cảnh Thái Tử hôm đó sao? Đại tỷ, tỷ có biết Cảnh Thái Tử đang ở đâu không? Cô nương đừng tìm ở đây nữa. Cảnh Thái Tử đã bị binh lính bắt đưa về kinh thành rồi. Bị đưa đi ngay trong đêm. Cái gì? Nói là ngài ấy khởi binh mưu phản ở Phượng Hoàng Quan, đáng bị chém ngàn lần. Sao hoàng thượng có thể nghe theo mấy lời đồn đại này chứ? Ai cũng nói Cảnh Thái Tử là con trai cả của Mộ Dung gia, năm đó bị tịch biên gia sản giết hết cả nhà. Vinh Vương âm thầm thu nhận nuôi dưỡng nhiều năm, lần này tới Vinh Vương phủ cũng bị tịch biên gia sản. Cô nương, không hay rồi, không hay rồi. Có chuyện gì vậy? Gia gia sao cứ hoảng loạn lên vậy? Cảnh Thái Tử ngãi làm phản. Cái gì? Cảnh Thái Tử làm phản? Và cả Thiển Nguyệt, bây giờ không rõ muội ấy đang ở đâu. Nhà đầu, nhà đầu của ta, ta... Vâng, gia gia, người đừng lo, con sẽ lập tức khởi hành tới Vượng Hoàng Quan, nhất định sẽ đưa Thiển Nguyệt về đây. Nhất định phải đưa con bé về cho ta. Người yên tâm, con sẽ bảo vệ muội ấy thật tốt. Người đâu, lập tức sắp xếp hành lý. Không cần đâu, ta đã sắp xếp xong hành lý cho ngươi rồi. Giờ chúng ta đi luôn. Cô cũng đi sao? Sao ta không đi được chứ? Vân Thiển Nguyệt, cô ấy đã cứu ta, ta phải biết báo ơn chứ. Được rồi, mau đi đi, đi đi. Dạ dạ, người đợi con. Lùi xuống hết. Rõ. Dạ Thiên Vật, huynh quá vô sĩ. Tại sao Dung Cảnh lại trở thành tù nhân? Sự thật chuyện này rốt cuộc là sao? Trong lòng ta và huynh hiểu rõ nhất. Muội không màng sống chết quay lại đây là để tới đây hỏi tội ta vì một nam nhân khác sao? Đúng. Ta chỉ muốn nghe lời giải thích của Tam Điện Hạ. Phụ hoàng tin vào điều gì thì đó là thật, liên quan gì tới bổn vương? Huynh làm như vậy không thấy trái với lương tâm, trong lòng bất an sao? Đây là do hắn tự chuốc lấy. Sao ta lại thấy bất an thay hắn chứ? Tốt, nếu Tam Điện Hạ không thừa nhận, không sao hết. Đợi sau khi ta về kinh, sẽ tự mình bẩm báo rõ ràng với hoàng thượng về căn nguyên của tất cả chuyện này. Nếu là như vậy, Nguyệt Nhi, giữa ta và Dung Cảnh, muội đã đưa ra quyết định của mình. Đúng. Cho dù chúng ta đã từng yêu thương lẫn nhau, tình cảm bao nhiêu năm như vậy, muội vẫn lựa chọn đứng bên cạnh hắn, chứ không chịu đứng bên cạnh ta. Huynh sai rồi. Ta đúng là đã ra quyết định, nhưng không phải giữa huynh và Dung Cảnh, mà là giữa đen và trắng, giữa đúng và sai. Nguyệt Nhi, giờ muội định vì một nam nhân khác mà mở to mắt nhìn ta rơi vào hiểm cảnh. Còn Dạ Thiên Vật ta tuyệt đối không cho phép ai phản bội, đặc biệt là sự phản bội của muội. Muội muốn giúp hắn mà bỏ mặc ta, thậm chí vì hắn mà dồn ta vào chỗ chết. Cũng đúng. Không có ta, muội có thể yên lòng ở bên hắn, đúng không? Tất cả chuyện này là do huynh tự chuốc lấy. Cho dù ta có chết cũng sẽ đi theo Dung Cảnh. Con đường đế vương của huynh xem như là một giấc mộng nam kha đi. Muội nói lại lần nữa xem. Buông ta ra. Điện hạ, bây giờ cô ta đã trở thành một mối họa trong lòng ngài. Một khi thả cô ta về thì hậu quả không thể nào lường được, không giữ lại được. Không được. Muội ấy là Nguyệt Nhi. Điện hạ, xin ngài hãy tỉnh táo một chút. Với tính cách của cô ấy, nhất định sẽ không giữ kín chuyện này. Một khi thả cô ấy về đế đô, có nghĩa là không giấu được chuyện này.
Nếu ngài đã không nhẫn tâm được, để tôi xử lý cô ta giúp ngài. Ta tự có quyết định của mình. Nguyệt Nhi, là do Lam Y không hiểu chuyện, làm muội bị thương. Không sao. Giờ ta đưa muội tới đỉnh núi để trị thương, sẽ được chữa khỏi nhanh thôi. Khoảng thời gian này chúng ta đều quá mệt mỏi, mệt tới mức ta sắp quên đi phong cảnh năm đó khi muội hát cho ta nghe. Nguyệt Nhi, khi tỉnh lại muội sẽ lại quên đi một lần nữa chứ? Vầng trăng khuyết chiếu khắp cửu châu. Vầng trăng khuyết chiếu khắp cửu châu. Bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu. Người ưu sầu cùng ngắm ánh trăng. Tới nơi nghỉ thì hãy nghỉ đi. Nguyệt Nhi, muội hát nghe hay thật đó. Giật ca ca, huynh cũng hát một bài đi. Muội chưa từng nghe huynh hát bao giờ. Ta hát khó nghe lắm. Hát đi mà, muội muốn nghe. Được rồi. Vầng trăng khuyết chiếu khắp cửu châu. Bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu. Chẳng trách giật ca ca không bao giờ chịu hát. Hóa ra là ngũ âm không đầy đủ. Muội nói ai ngũ âm không đủ hả? Muội nói lại ta nghe. Muội đừng có chạy, muội qua đây. Muội nói ai ngũ âm không đủ hả? Muội nói rõ cho ta. Nguyệt Nhi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi muội. Điện hạ muốn nói gì? Cứ nói thẳng đi. Ta chỉ là có chút cảm khái. Ta và ngài từng là thầy trò, bây giờ lại bị hàng rào cản lại. Ngài trở thành nghịch thần câu kết với phản tặc, còn ta lại trở thành người ở bên ngoài xe đi áp giải ngài. Đúng là thế sự vô thường. Những đạo lý thánh hiền mà thần từng giảng, những sách lược an bang, sẽ không vì thân phận tù nhân của thần bây giờ mà mất đi giá trị của chúng. Thần từng làm thầy của Điện Hạ, đương nhiên cũng hiểu được Điện Hạ không hề chỉ biết đùa giỡn với đời như thế nhân từng nói. Ngược lại, Điện Hạ có thiên phú, có nghị lực, có tiềm chất sau này có thể không phụ kỳ vọng của dân chúng thiên thánh. Trước đây ngài chưa từng khen ta như vậy. Ngài nói xem, nếu như trước đây ngài cũng nịnh nọt ta giống như thế này,
thì ta sẽ không cùng với tiểu nha đầu tụ lại một chỗ nói xấu ngài đâu. Điện hạ ghét thần, chỉ sợ không phải vì thần không khen ngài nhiều, mà chắc là có nguyên nhân khác, đúng không? Tất cả người ở Thiên Thánh, ngoài bản thân tiểu nha đầu, đều biết ta yêu muội ấy, yêu rất nhiều. Không ngờ là bị nhược mỹ nhân như ngài giành trước. Ngài được muội ấy yêu thương, bây giờ đang khoe khoang với ta phải không? Điện hạ, nể tình nghĩa thầy trò trước đây, có thể giúp thần một chuyện không? Ngài không cần nói nữa, ta tự biết chăm sóc tiểu nha đầu. Nếu muội ấy biết ngài xảy ra chuyện, nhất định sẽ rất nóng lòng. Ta sẽ trông chừng muội ấy, không để muội ấy làm chuyện ngu ngốc đâu. Nếu đã như vậy, thần xin đa tạ điện hạ. Thánh chỉ tới. Dung cảnh tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu giết. Phản tặc dung cảnh cấu kết với phản tặc, giấu giếm thân phận, tự chiêu binh mãi mã, có ý đồ tạo phản, tội ác vô cùng, sẽ bị áp giải vào ám ngục đại nội để hỏi tội sao? Khâm thử. Cô nương sao vậy? Cô nương, cô tỉnh lại đi. Lão bá có thấy một cô gái tới từ đế đô ở gần đây không? Chưa thấy bao giờ. Cô ấy cao cỡ này, mặt mày thanh tú. Ta nói nè, hai người là ai vậy? Bọn ta là phu thê, tới để thăm người thân. Nghe nói bên phía Thành Tây có một nữ đế đô tự sát, sau đó được cứu rồi. Vậy Thành Tây ở đâu? Làm sao tới đó được? Đi thẳng phía trước. Cứ đi thẳng tới phía trước rồi hỏi thăm tiếp. Đa tạ lão bá. Ông nhanh lên đi, còn phải mau chóng về nấu thuốc. Biết rồi mà, nói nhiều quá. Chào buổi sáng. Cô gái tốt vậy mà, trước đây cô ấy còn cho chúng ta cháo, sao lại rơi xuống vách núi chứ? May mà chúng ta gặp được. Bà này, bà đừng có nghĩ lung tung. Tôi thấy cô nương này mạng lớn. Bà không thấy hôm đó trên bầu trời đã xuất hiện đám mây ánh đỏ sao? Tôi thấy cô nương này số mệnh bất phàm. Nói không chừng tương lai cô ấy còn có thể làm hoàng hậu đó. Thật đó, ông đừng nói lung tung nữa. Nhanh lên. Phu thê, một cô nương lại muốn gả đi như vậy, đúng là không biết xấu hổ. Ta, đó là ta muốn che giấu thân phận thôi. Hơn nữa, người chịu thiệt là ta mà. Vậy sao? Có thể giả làm phu thê với bổn thế tử, ta thấy cô là ngọt vào tận tim đó. Đang âm thầm vui vẻ, vui cái đầu ngươi đó. Ngọt gì mà ngọt chứ, tưởng mình là mật thất chứ. Chuyện này cũng không trách cô được, chỉ trách ma lực của bổn thế tử quá lớn, làm cho cô nương người ta cứ rộn ràng trong lòng. Chuyện này không có gì lạ. Có phải ngươi thích ta không? Thích cãi nhau với ta vậy sao? Làm gì vậy? Đỏ mặt rồi. Ngươi đợi ta với.
Cô nương, sao cô lại ra đây? Cô tỉnh rồi, thấy đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ hơn chưa? Là hai người đã cứu ta sao? Đúng vậy, bọn ta cứu được cô từ dưới chân núi. Bọn ta đã đưa cô về đây. Đà tạ ân cứu mạng. Sau này nếu như có cơ hội, Thiển Nguyệt nhất định sẽ báo đáp. Cô nương muốn đi đâu? Vết thương của cô còn chưa khỏi, cô nên về phòng nghỉ ngơi. Ta còn có việc gấp phải làm, nhất định phải rời đi. Cô xem, chúng tôi đã mua thuốc về rồi. Đúng vậy, dù gấp thế nào cô phải uống thuốc để khỏe lại chứ. Thiển Nguyệt, là Thiển Nguyệt. Thiển Nguyệt, cô nương. Cô nương, mau qua đó.